Mời cộng đoàn cùng lắng nghe lời Chúa thứ bảy tuần 4, mùa thường niên. Bài đọc 1 Xin ban cho tôi tớ Chúa đây, một tâm hồn biết lắng nghe để cai trị dân Chúa. Bài trích sách các vua quyển thứ nhất Hồi đó, vua Salomon đi ghiếp ôn để tế lễ vì chỗ ấy là nơi cao quan trọng nhất. Vua Salomon dân một ngàn lễ vật toàn thiêu trên bàn thờ ấy. Tại ghiếp ôn, đang đêm Đức Chúa hiện ra báo mộng cho vua Salomon, Thiên Chúa phán, ngươi cứ xin đi, ta sẽ ban cho vua salomon thưa chính ngài đã lấy lòng nhân hậu lớn lao mà xử với tôi tới chúa là david thân phụ con như người đã bước đi trước nhan chúa cách trung thực công chính với tâm hồn ngay thẳng chúa đã duy trì lòng nhân hậu lớn lao ấy đối với người khi ban cho người có một đứa con ngồi trên ngai của người hôm nay và bây giờ lạy đức chúa là thiên chúa của con chính chúa đã đặt tôi tới chúa đây lên ngôi kế vị david thân phụ con mặc dù con chỉ là một thanh niên bé nhỏ không biết cầm quyền trị nước còn lại ở giữa dân mà Chúa đã chọn, một dân đông đúc, đông không kể xiết, không sao đếm nổi. Xin ban cho tôi tớ Chúa đây, một tâm hồn biết lắng nghe, để cai trị dân Chúa và phân biệt phải trái. Chẳng vậy, nào ai có đủ sức cai trị dân Chúa, một dân quan trọng như thế. Chúa hài lòng vì vua Salomon đã xin điều đó. Thiên Chúa phán với vua, bởi vì ngươi đã xin điều đó, ngươi đã không xin cho được sống lâu, hay được của cải, cũng không xin cho kẻ thù ngươi phải chết, nhưng đã xin cho được tài phân biệt để xét xử. Thì này, ta làm theo như lời ngươi, ta ban cho ngươi một tâm hồn khôn ngoan minh mẫn, đến nỗi trước ngươi, chẳng một ai sánh bằng, và sau ngươi, không một ai bị kịp. Cả điều ngươi không xin, ta cũng sẽ ban cho ngươi, giàu có, vinh quang, đến nỗi suốt đời ngươi, không có ai trong các vua được như ngươi. Tin mừng, họ như bầy chiên không người chăn dắt. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mắc Cô. Khi ấy, các tông đồ tụ họp chung quanh Đức Giêsu và kể lại cho người biết mọi việc các ông đã làm và mọi điều các ông đã dạy. Người bảo các ông, anh em hãy lánh riêng ra, đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút. Quả thế, kẻ lui người tới quá đông, nên các ông cũng chẳng có thi giờ ăn uống nữa. Vậy, thầy trò xuống thuyền đi lánh riêng ra một nơi hoang vắng. Thấy các ngài ra đi, nhiều người hiểu ý, nên từ khắp các thành, họ cùng nhau theo đường bộ chạy đến nơi, trước cả các ngài. Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương vì họ như bầy chiên không người chăn dắt và người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều. Còn xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe của cộng đoàn. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta. AMEN